Tôi có điện kính chào quý vị, hôm nay đang là sáng ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chúng tôi vừa với sơn xong là 6. Vừa sơn xong 1, 2, 3, 4, 6 tấm tranh khảm. Rồi tốt nhất để đây rửa qua đây cái đi. Thì cái này để là đã sơn xong từ lâu rồi, nhưng mà cái đợt giãn cách vừa rồi là không mang xưa từ xưởng về được. Thôi để dựng đây, dựng đây để tí nữa rửa luôn đi. Cho nên là phải thêm một cái thủ tục là rửa, bởi vì bụi nó bám trong 2 tháng ở xưởng nó bám nhiều quá. Báo nhân tại đây là báo cáo quý vị là đối với Hiền là có đến 300 tấm tranh khảm quanh năm là sản xuất ra, quanh năm tiêu thụ. Hôm rồi cũng mới đi mấy tấm thì thỉnh thoảng quý vị lại thấy là đối với chuyển tranh khảm đi. Thế và thỉnh thoảng lại thấy bắt đầu là nhuộm vôi rồi sơn rồi các thứ. Tức là việc sản xuất và tiêu thụ là liên tục. Đây là 2 bức tranh tùng hạc duyên niên, kích thước là 80 x 1m6, hàng dày và đẹp. Cái này là cái hàng này là 21 triệu một tấm. Được rồi, tí nữa rồi rửa. Không, còn hạ xuống cho Trang đi. Đây là bức tranh vinh quy bái tổ từ trái sang phải. Ở kích thước là 97 x 1m97, tranh này 22 triệu tại xưởng. Cứ thế được, xuôi ngược thế nào cũng được. Để con rửa mà. Bức này cũng như vậy. Bức này cũng 97 x 1m97, 22 triệu. Bước này cũng thế. Bước này cũng thế, vẫn từ trái sang phải. Còn đây là bước từ phải sang trái. Đây là hàng 35 triệu. Từ phải sang trái, kích thước 97 x 97. Xin quý liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại trên màn hình 0984666999 hoặc Zalo là 0967666111. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Sáng ngày 6 tháng 10 2021.